Xin chào giám đốc, tôi là người mới. Đứng ngơ ra đó làm gì? Còn không mau qua đây chăm sóc bảo bối của tôi đi. Giờ em yên tâm rồi chứ? Anh sẽ không bao giờ để ý tới loại không có nhan sắc như này đâu. Nhưng mà cô ta vẫn là phụ nữ mà. Nếu như em không thích thì cứ tùy ý phạt là được rồi. Anh cứu à? Ê, cô làm gì vậy? Xin lỗi, tôi không có cố ý đâu. Thôi ngoan, em đi rửa mặt đi. Nó không có việc gì nữa, tôi xin phép về trước rồi. Sao vậy? Thấy bạn trai cũ của em có người yêu mới nên em ghen hả? Không có. Tốt nhất là như vậy. Làm trợ lý của tôi, nếu tôi chưa cho phép đi thì không được đi. Vậy hay tôi tổ chức là được chứ gì? Một ngày 10 triệu. Cô suy nghĩ kỹ đi. Không phải cô yêu tiền nhất sao? Quà, em đi rửa xe anh có được không? Anh nghĩ dựa vào chiếc nhẫn đồ chơi này sẽ khiến tôi ở bên anh cả đời hả? Chia tay. Đúng vậy, tôi rất yêu tiền. Vậy nên đừng quên mức lương anh vừa nói. Để anh cầm cho. Sao cô chậm trễ vậy hả? Coi chừng tôi trừ lương cô đó. Mau qua làm một hồi cho bạn gái tôi đi. Không thích. Anh ơi, cái khăn này thô ráp quá à. Vậy để tôi đổi khăn khác cho. Không cần tiền như vậy đâu. Mấy tay áo con lau cho cô ấy đi. Sao tôi nghe chưa rõ à? Bảo là cô dùng tay đấy. Được. Rồi chết thì được. Còn tính đụng vào mặt tôi à? Thôi rồi, để giúp tôi luyện quyền đi. Cái đó tôi không biết. Sao có nhiều lời chứ vậy? Nói cô đi thì cô đi đi. Qua đây. Sao mày yếu ớt vậy hả? Đứng dậy. Cô đi mua cơm đi. Tôi muốn uống cà phê sữa. Nhớ bỏ mua cho đúng đấy. Anh, vừa rồi em lựa đổi cơm. Anh đã dặn em là chỉ dạy dỗ cô một chút thôi. Tại sao em mạnh tay như vậy hả? Chỉ là em nhìn không quen cách cô ấy đối xử với anh thôi mà. Đó là việc của anh với cô ấy. Sao anh còn quan tâm cô ấy vậy? Cô ấy căn bản là không hề yêu anh. Chỉ là cô ấy yêu tiền của anh thôi. Không liên quan tới em. Mà anh đã nói với em rồi, anh ta không biết được những gì mà em mới làm với anh ta nhiều như thế nào đâu. Từ giờ này mới chịu đi khám chứ hả? Bệnh của cô cần phải phẫu thuật đó. Cảm ơn bác sĩ, chắc không cần phẫu thuật đâu. Hoa, anh có mua dưa hấu em thích ăn nè. Để anh kể cho em nghe, hôm nay anh bán được nhiều hàng lắm luôn á. Nhất định sau này cưới em về, anh sẽ nấu thật nhiều những món mới mẻ cho em ăn. Em thấy có được không? Cái gì sợ anh ta đau lòng á. Mà nhẫn tâm nói là chia tay. Bệnh tật rồi mà không muốn đi làm nữa. Lấy y tế phát thì sao? Đừng nói nữa. Quá.